Yên Lạc Tinh Vân, ngoại trang mới nhất vừa được ra mắt, cơ hội sở hữu giới hạn tỏa sáng dịp lễ hội cuối năm. Lấy cảm hứng từ bài dự thi của sự kiện fashion show ngoại trang truyền kỳ, thiết kế độc quyền chỉ có ở Việt Nam, chiếm trọn tâm điểm. Ta với tay ôm trọn ngân hà, đem tinh vân theo gấm dệt hoa. Mây trời luân chuyển muôn thước lụa, trăng sao chấm phá sắc ngọc ngà. Ngoại trang đặc biệt, ngân hà luân chuyển. Khám phá ngay tại Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile.